Nhân hiện tại của chú anh chị mình nhé. Hôm nay tiếp tục trong video này, Nhân sẽ giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một căn nhà với diện tích là ngang 4, dài 14.3 và xây dựng là một trệt một lầu. Nhà đã có sổ hồng cũng như là hoàn công đầy đủ cho mình rồi. Mình mua bán là sẽ công chứng sang tên liền luôn nha. Ở cái vị trí này là mình sẽ chạy sâu vào trong khu dân cư ở trong nữa. Còn nhà cửa người dân sống rất là nhiều trong đây. Và vị trí này là một trong những cái vị trí mà có thể nói là đông dân nhất dự án các tầng vệ sinh của mình. Và phía sau này, cái đường này là đường KT11, là cái đường nối dài cái dự án của mình. Cho nên khi mà mình mua một cái vị trí như thế này đó thì mình di chuyển khá là dễ, cũng như là khi mà chú chị mình chạy tới kênh sông Trăng á, mình rẽ tay phải, mình chạy khoảng chừng 100m gặp cầu Thăng Thủy, mình rẽ tay trái là chạy thẳng ra cổng luôn. Vị trí rất là tiện để di chuyển. Đây căn nhà của mình, cô chú chị mình nhìn cái mặt tiền từ trên tới dưới nha. Thiết kế theo kiểu là mái thái. Mặc dù làm theo cái phong cách là mái thái nhưng mà nó cũng rất là nhẹ nhàng, chứ nó không có gì mà quá cầu kỳ hết nha chú chị. Mình như ai mình thích cái sự đơn giản thì đây là một cái sự lựa chọn khá hợp lý cho mình. Và cái hướng của căn nhà này là hướng đông, thì cô chú chị là thuộc mạng đông tứ trạch sẽ sở hữu được cái vị trí như thế này. Mình có một cái vỉa hè ở trước là 2m và một cái sân để xe máy 2m nữa nha chú chị. Thì căn nhà của mình chính xác là mình sẽ xây là còn là ngang 4, dài 10, 12. Bởi vì cái sân mình, tức là tổng của mình nó là 14, ngang 4 và 14.3. Thì mình chừa 2m3 sân, tức là mình còn xây dựng là 4 x 12. 42 mình có cái độ vuông ban công là 1m thành 43. Mình sẽ có một cái cổng sắt phía trước nè, phía trong là cửa chính, hai bên là mình có cổng rào hết nè. Và Nhân cũng nói luôn cái giá cho chú chị mình. Cái quan trọng nhất là cái giá, và cái giá là một trong những cái vấn đề mà chú chị mình quan tâm nhất khi mà đi xem một bất động sản, xem một căn nhà cũng như một lô đất. Thì căn nhà này lúc trước Nhân có quay là 1 tỷ 7. Thì hôm nay là Nhân nói luôn là cái khu vực này là bây giờ nếu mình tìm một cái căn nhà như thế này mà sổ sách đàng hoàng mà với cái giá 1 tỷ 6 thì Nhân nói thật sự là rất là hiếm luôn. Nhưng mà bây giờ là chú đang cần tiền gấp, cho nên là chú hạ thẳng thêm 100 triệu nữa, là bây giờ là còn đúng giá là 1 tỷ 600 triệu cho chú chị. Thì chủ nhà đang ở đây, chú ở Sài Gòn thì chạy lên chạy xuống, cho nên là cũng hơi nói vậy đó, cho nên là chú mới muốn nhượng lại. Nó chú, mình sẽ có một cái khoảng không gian của cái phòng khách khá là to ha. Đây là chú có để một bộ ghế sofa đây nè. Mình thấy vẫn còn rộng rãi. Bên đây có kệ tivi này kia. Bên đây có một cái bức tranh khá là to, chú chị thấy ha. Bức tranh này rất là đẹp nha. Theo Nhân cái này là cái dạng như cái khung tranh đó, chị. Khung tranh, còn ở trong này là cái kêu bằng cái gì, ép lụa 3D. Nhìn rất đẹp, rất hoành tráng luôn. Và ở trên mình cũng có đèn trùm ở trên, và thiết kế nó cũng khá nhẹ nhàng đó. Nó không có quá nhiều màu sắc ha, cũng vừa thôi, nó chỉ có 3 màu thôi chủ đạo. Và căn nhà của mình màu trắng thì chủ đạo là nhiều nhất. Rồi, mình sẽ có một cầu thang để đi lên. Bây giờ Nhân ra phía sau bếp, Nhân quay trước cho chú chị mình. Thì Nhân cũng nói luôn với chú chị mình là cái nhà của mình là còn đang rất là mới. Tại vì nếu mà tính cái thời gian mà chú về để ở thì cũng không có nhiều. Không có nhiều đâu, như chú cứ chạy lên chạy xuống ngủ rồi xong rồi lên Sài Gòn lại thôi, chứ cũng không có ở luôn trực tiếp nữa. Và cái nhà này nếu mình tính cho tới thời điểm hiện tại bây giờ đó, thì xây từ lúc xây cho đến lúc hoàn thiện xong hết tới thời điểm này thì nó rơi vào tầm khoảng mới có 7-8 tháng thôi. Nên mình mấy tháng dịch là không ở rồi đó, mấy tháng dịch thì kẹt rồi. Ở đây là sẽ có một cái khoảng không gian của cái gian bếp. Gian bếp thì nó cũng khá là rộng rãi cho chú chị mình. Đó, mình để nguyên một cái bếp ga bên đây ha. Ở đây có một cái khung dưới này nè, để sẵn để cho mình, cho chú chị mình lắp cái máy hút mùi vào đây ha. Trên kệ tủ nó cũng rất là rộng rãi chú chị. Đó, nguyên rộng rãi ha. Bên đây là có hai bồn bữa chén. Thì tất nhiên nó là chú chưa có ở, tại đồ đạc, chén đũa này kia chỉ có để ăn sáng này kia, ăn mì này kia thôi.
Ở phía sau này mình sẽ có một cái khoảng không gian của một cái giếng trời. Giếng trời cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Rồi phía sau là mình sẽ có một cái nhà vệ sinh, cũng có đầy đủ bồn cầu, có ra vô, có kính cho mình hết. Đang nói chuyện thôi qua. Rồi, bây giờ Nhân sẽ mời cô chú chị mình lên lầu để xem ở trên nó như thế nào nhé. Cái phần dưới là Nhân thấy khá rộng rãi rồi. Đó, cầu thang mình sẽ được làm tay vịn bằng gỗ nè, cũng như là ốp kính cường lực ở bên hông này. Lên trên đây mình sẽ có 3 phòng, mình bao gồm một cái phòng thờ ở phía trước. Thì ví dụ như nha, cô chú chị mình nhà mình đông người thì mình làm 2 phòng ngủ sâu, 2 phòng ngủ lớn và một phòng ngủ nhỏ ở đây để cho con của mình. Còn ví dụ như mình nhà mình ít người thì mình ngủ 2 phòng ngủ phía sau. Còn cái phòng này mình làm cái gian thờ nha. Ở trước mình có ban công luôn rồi cô chú chị. Chú ơi, chú, ở đây mình có một nhà vệ sinh luôn chú, rộng rãi. Không có ai hả? Chú ơi. Rồi, bây giờ mời cô chú chị mình tham quan trước một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này thì nó cũng vừa phải thôi, nó không quá rộng, cũng không quá hẹp. Nó vừa phải để cho cô chú chị mình đặt cái giường ở đây, rồi đặt bàn trang điểm ở đây ha. Ở đây nó sẽ có một cái khoảng cửa sổ để mình mở ra cho nó thông thoáng cái phòng của mình nha cô chú chị. Nè, cái cửa đó, cửa đẹp lắm. Cửa làm bằng gỗ, đẹp, chắc chắn. Đây phía sau mình sẽ thêm một phòng ngủ nữa nè. Đó. Phòng ngủ này cũng vừa phải thôi. À, nói chung là chú làm để tạm để ngủ thôi. Đó, đây thì sẽ có một cái khoảng cái không gian của cái cửa sau. Đó, mở ra mát không như vậy. Ví dụ như mà chú gì mình ngủ ở đây á thì mình có thể mở cửa này rồi mình bật quạt luôn, khỏi lắp cái lạnh luôn, chẳng mát, mát mẻ vô tư luôn. Và đây bên hông này bên chủ nhà đó người ta có thiết kế một cái cầu thang để mình đi lên đó, mình sửa đâu này kia trên lầu nữa ha. Đó, đây là cái view phía sau nhà của mình đó. Rồi. Nhân cảm ơn cô chú chị mình rất nhiều ha. Đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi được video sau, cũng như là cô chú chị mình ưng căn nhà này thì có thể là liên hệ trực tiếp với Nhân để mình xuống đây mình xem căn nhà. Còn giá cả thì hiện tại là chú đang giao bán một cái giá nó rất là hợp lý với thị trường, cũng như là có thể nói là rẻ hơn rất là nhiều so với thị trường khu vực xung quanh này. Thì mình cứ xuống gặp chú thì về cái phần lọc lá này kia đó, bất lọc này kia đó thì chú có thể bớt cho mình nữa hay không, thì cô chú chị mình xuống xem nhà. Nếu mình ưng nhà thì cái phần đó mình cứ trực tiếp ngồi với chú để mình thương lượng về cái phần giá nha. Rồi, có gì thì cứ liên hệ trực tiếp với Nhân. Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị trong video sau. Cắn gà, đông gà. Gà thả chuồng, đùi gà, ít gà, cắn gà, đông gà.